Chào các bạn, bữa nay được nghỉ hè nên là mình với Huyền quyết định là sẽ đi du lịch cùng nhau nhá. Và lần này bọn mình chọn là đi Phú Quốc. Thì hiện tại là 5 giờ sáng. Và sau khi ăn sáng xong ấy, thì bọn mình có bắt Grab để ra sân bay. Hiện tại bây giờ là hơn 6 giờ. Và mình có chụp lại được cái khoảnh khắc bình minh khá là đẹp này các bạn. Đó. Hiện tại là đang ở trên cầu Nhật Tân nhá. Lúc này đang trên đường ra sân bay đây. Và sau khi ra sân bay ấy, thì kiểu bọn mình khá là ngu ngơ. Vì lần đầu tự đi mà, mọi lần là toàn có bố mẹ mua vé hộ ấy. Thì loay hoay một lúc, cuối cùng thì bọn mình cũng đã lấy được vé rồi. Đó. Lần này thì bọn mình đi chuyến của Vietnam Airlines. Cũng rất là may mắn khi mình được ngồi cạnh cửa sổ này. Là khung cảnh lúc nó cất cánh. Nó đứng ngồi gần cửa sổ nên là mình có quay được khá nhiều cái khoảnh khắc đẹp. Và chỉ mất khoảng 2 tiếng để bọn mình tới được Phú Quốc. Các bạn có thể nhìn qua ô cửa sổ, đó chính là đảo Phú Quốc đấy. Thì lúc này là hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc đây. Mình hạ cánh lúc khoảng 10 giờ. Cất cánh lúc 8 giờ và hạ cánh lúc 10 giờ. Rất là đúng giờ luôn. Và khúc này là mình đang ở sân bay Phú Quốc đấy. Và sau đó thì bọn mình có bắt Grab để đi tìm khách sạn. Thực ra chuyến đi này thì bọn mình cũng không có lên kế hoạch trước ấy. Cứ đến đấy mình thậm chí không đặt phòng trước cơ. À, cứ đến đấy tìm được cái khách sạn nào thấy cảm thấy đẹp thì đi. Còn hết phòng thì thôi, đó. Sau đó thì mình có chọn được một cái khu resort ở gần trung tâm. Giá cũng khá là rẻ, chỉ có 600 nghìn một đêm thôi. Và cũng rất là thích hợp để cho những ai đi nghỉ dưỡng như mình. Thì đợt này bọn mình đi chủ yếu là đi nghỉ dưỡng ấy, chứ không phải là đi chơi. Đó, khung cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Và bọn mình quyết định là sẽ đi tìm một chỗ nào đó để ăn trưa. Và bọn mình đã chọn quán bún quậy Kiến Xây. Thấy bảo đi Phú Quốc mà không ăn bún quậy thì coi như là chưa đi. Thì bún quậy đây thì nó cũng khá là khác so với cái bún ở trên chỗ mình. Và cái cách ăn nó cũng khác ấy. Đây là những hai cái bát bún quậy đây. Nó bao gồm chả mực, chả tôm, xong rồi chả cá các thứ ấy. Ở đây thì còn cả nước chấm nữa. Nước chấm thì mình tự pha. Thích pha theo khẩu vị của mình thôi. Ai thích ăn mặn thì có thể bỏ thêm nước chấm vào tô bún. Đây là tô bún đây các bạn. Ăn thực sự thì cũng rất là ngon luôn. Ngoài ra thì nó có cả một cái lịch sử về quán này ấy. Vì sau khi ăn thì mình ăn xong thì mình ra ngoài mình thấy có quán bán kẹo kẹo này kẹo chỉ. Nó cũng giống kẹo kéo ở trên chỗ mình thôi. Và mình quyết định là sẽ ăn thử. Đây, nó khá là giống với kẹo kéo trên chỗ mình này. Đó, xong người ta rút ra lại thành những sợi chỉ này. 20.000 một cái. Và ăn thì cũng khá là ngon đối với một món ăn vặt như này rồi. Ăn xong thì về nghỉ trưa. Và đến chiều hôm đó thì mình có đi dạo bãi biển. Ở chỗ mình ra bãi biển thì chỉ mất có vài bước chân thôi. Và các bạn có thể thấy là biển ở đây nó rất là sạch. Và nước rất là trong nhá. Lúc này thì cũng khá là sớm nên là nó chưa có ai cả. Các bạn có thể thấy là sóng rất là nhẹ này. Biển này mà tắm thì cũng tuyệt vời rồi. Đó, đi dạo một lúc. Thì sau đó bọn mình thấy nắng quá. Bọn mình bắt đầu là rẽ vào quán cà phê, à, quán nước ấy, ở bên bờ biển để mình ngồi hóng mát tí đã. Khi nào đến chiều nó bớt nắng rồi thì bọn mình mới xuống tắm biển. Sau khi tắm biển xong thì bọn mình đi xe điện đi về thôi. Lúc tắm biển thì mình không có cầm điện thoại để mình quay được. Giá như mà mình biết là có xe điện sớm thì mình đã không phải đi taxi. dịch vụ xe điện ở trung tâm thành phố rất là phát triển các bạn ạ. Đến tối hôm đó thì bọn mình quyết định là sẽ đi ăn hải sản một bữa. Và do là không biết ấy nên là mình đã vào được một cái quán hải sản nó khá đắt. Nhưng mà các bạn có thể thấy này, con nào con đấy cũng kiểu to hơn bình thường rất là nhiều. Và bữa ăn hôm đó thì mình ăn hết 2 triệu. Đây là toàn bộ bữa ăn hôm đó nhá. Đây là cái quán dành cho những người có tiền thôi. Nhưng mà bọn mình đã vào đây và ăn bữa này hết 2 triệu các bạn ạ. Nhưng mà thực sự thì đồ ăn ở đây nó cũng rất là ngon. Con nào con đấy nó cũng to ấy. Các bạn thấy một con tôm tích nó phải to gấp mẹ 3 lần có con tôm tích bình thường trên chỗ mình. Ăn xong thì bọn mình đã ra cầu cảng ở ngay gần đó để đi bộ. Vừa hóng mát vừa để cho tiêu thức ăn luôn ấy.
Đi được một lúc thì bọn mình quyết định là ra chợ đêm. Chợ đêm là một cái khu chợ khá là nổi tiếng ở Phú Quốc. Ấy thì nó bán rất nhiều mặt hàng để cho khách du lịch là chính thôi. Có đây là kem cuộn này các bạn này. Kem cuộn này thì trên chỗ mình không có rồi. Và các bạn có thể thấy là kiểu thao tác của bạn này nó rất là chuyên nghiệp ấy, thấy không? Nhìn rất là chuyên nghiệp luôn đúng không? Cái kem này thì nhìn nó lạ lạ thôi nhưng mà vị của nó thì cũng theo mình đánh giá thì không được ngon lắm. Nó không được như ngon như những cái kem hộp ở trên chỗ mình. Ở đây thì cũng có khá là nhiều những loại quả mà ở trên chỗ mình không có, như kiểu dừa nước này. Dừa nước thì trên chỗ mình không có rồi. Kiểu lúc này mình thấy nó rất là lạ và mình quyết định là mua thử một quả về ăn đấy. Ngoài ra có cả thốt nốt và dừa sáp nữa. Đây là dừa sáp với thốt nốt nhé. Thì bọn mình quyết định là gọi một cốc dừa dầm à, dừa dừa sáp dầm thốt nốt để ăn thử. Và thực sự thì ăn nó cũng rất là ngon. Sau đó thì bọn mình có bắt xe điện để đi về thôi và kết thúc ngày đầu tiên ở đây. Thực sự ngày đầu tiên mà đi chơi này cũng ra gọi là quá đã rồi, hai đứa chả còn tí sức này luôn ấy. Sáng hôm sau thì hai đứa ngủ trương mắt lên đến tận 8 rưỡi mới dậy. Đây là một điều khá là tệ khi mà đi du lịch, bởi vì đi du lịch là phải dậy sớm để có đi chơi ấy. Nhưng mà 8 rưỡi thì vẫn chưa là muộn lắm nên là bọn mình quyết định là sẽ đi ăn sáng. Vừa đến nơi thì mưa luôn các bạn. Đây, bởi vì lúc này là đầu mùa mưa mà, nên là thỉnh thoảng nó sẽ có những cơn mưa bất chợt. Nó mưa tầm khoảng 15 phút nó tạnh mà. Và sau khi ăn xong ấy thì bọn mình ra quán cà phê gần biển để mình ngồi hóng mát tí đã. Các bạn có thể thấy biển rất là trong luôn, có thể nhìn thấy những tảng đá dưới đáy đấy. Uống cà phê xong thì bọn mình quyết định là sẽ đi dạo bờ biển một tí. Các bạn có thể thấy biển ở đây sóng nó vừa nhẹ, nó biển nước nước lại trong nữa. Bọn mình đi dạo một lúc ở trên trên bờ biển ở chỗ này. Và đến trưa hôm đó thì bọn mình ghé vào quán bò tơ để ăn. Biết là ăn thịt bò ở chỗ biển thì nó khá là kỳ nhưng mà cái bò tơ thì nó đây là một món khá là lạ bởi vì trên chỗ mình nó không có đâu. Và rất là nhiều người đến Phú Quốc người ta cũng thử ăn bò tơ nên là bọn mình cũng vào thử thôi. Đến chiều hôm đó thì bọn mình quyết định ra biển nghịch một tí. Ở đây thì mình đang đang mò vào những cái tảng đá để bắt mấy con cua mới bắt đầu về nghịch ấy. Nhưng mà chả bắt được con nào cả, bọn nó nhanh lắm. Đây là vẻ mặt thất thần khi mà mò vào vách đá mà chả bắt được con nào đây các bạn. Thu về được đúng cái nịt. Thậm chí cái nịt cũng không có ấy. Đến chiều muộn hôm đó thì bọn mình về về bể về resort và bơi ở chỗ chỗ bể bể bơi ở chỗ resort đó. À, khúc này là mình đang Huyền đang bám vào người mình để vào bờ xong bị mình dìm cho sặc. Không không Huyền bị mình dìm dìm cho sặc các bạn này. Đến tối hôm đó ấy, thì bọn mình đã vào một cái cửa hàng bình dân hơn. Đó là nhà hàng Xin Chào, nó tên là nhà hàng Xin Chào ấy. Đây là món ăn của mình. Hôm nay thì chỉ ăn hết có 600k thôi. Đó, đây là một nhà hàng nó rẻ hơn nhà hôm trước và cuối cùng thì mình cũng đã đủ can đảm để ăn thử món gỏi cá trích. Tối hôm đó thì bọn mình có thuê xe và đi lượn xung quanh thành phố một lúc để trải nghiệm cảm giác mới thôi. Lượn xong một vòng thì bọn mình cũng về ngủ thôi và kết thúc ngày thứ hai tại đảo Phú Quốc. Đến sáng hôm sau thì mình bắt đầu là đi tìm chỗ ăn sáng. Lần này thì bọn mình đi ăn cái này gọi là bánh bánh canh bột lọc ấy. Nó khá là lạ bởi vì trên chỗ mình không có đâu. Đây, đây là bánh canh đây. Nó bao gồm chả và một ít hải sản nữa. Nó thực sự cũng rất là ngon. Và sau đó thì bọn mình quyết định là sẽ chuyển chuyển nơi ở ấy. Bởi vì đi du lịch thì không nên ở mãi một chỗ. Cũng phải thỉnh thoảng cũng phải đổi chỗ để cho có cảm giác mới đi. Và mình quyết định là lên di chuyển lên phía Bắc. Đến phía bắc hòn đảo ấy. Chỗ đấy là chỗ nó cũng khá là gần với Campuchia. Đây, mình chọn một khu resort ở ven biển luôn. Sát sát biển luôn các bạn. View cực kỳ là đẹp. Các bạn có thể thấy này. Đó. Và đến trưa hôm đó thì bọn mình ăn trưa ở nhà hàng của resort đấy luôn ấy.
ăn đơn giản thôi, một mì hải sản với khoai tây chiên. Đây là khung cảnh view biển của nó đấy các bạn ấy. Có cả con tàu đắm này. Đây là giống chó Phú Quốc huyền thoại này các bạn. Nó khôn không phải là đồn đâu mà nó khôn thật đấy. Mấy giống chó Phú Quốc cực kỳ là khôn luôn. Đây là góc chiều của hạ mình này. Đó, ngồi đây hóng gió với ngắm biển. Thỉnh thoảng thì nó cũng có vài cơn mưa nhỏ nhỏ. Lúc này các bạn thấy gió đang thổi to và chuẩn bị mưa đấy. Đến tối hôm đó thì bọn mình quyết định là không đi ăn nhà hàng nữa mà là đi mà mua về. Mua về ngồi trên ban công hai đứa ăn với nhau. Mua xiên thịt với một ít hải sản về. Hai đứa ngồi với thêm một tí rượu nữa. Đó. Sáng sau thì mình có dậy để săn bình minh. Nhưng mà do lúc này là mưa, trời mưa nên là mình không thể săn được cảnh bình minh ấy. Rồi mình quyết định là vào đinh mục tiếp. Rồi và đến khoảng 8 giờ thì mình dậy và đi đến khu khu du lịch của Vinpearl. Đây là khu safari ấy. Nó giống như kiểu vườn bách thú. Nhưng mà thực sự thì cái này so với vườn bách thú thì vườn bách thú nó không là gì luôn. Đây, mấy con hồng hạc này. Con hồng hạc này là lần đầu mình thấy luôn đấy. Lần đầu mình thấy ngoài đời luôn đấy. Nó bao gồm khu hoang dã và khu bán hoang dã. Khu hoang dã thì khu bán hoang dã thì nó nhốt động vật lại và thả mình, còn khu hoang dã thì nó nhốt mình lại thả động vật. Như đây này, đây là khu nó, các bạn có thể thấy là con gấu nó bám tất xe nó xin ăn này các bạn. Đây là khu hoang dã, người ta gọi là nhốt người thả thú ấy. Thì bác Tài có cho con gấu một cái bí ngô hay là cà rốt thì mình không nhìn rõ nữa, và nhìn nó ăn, ngồi ăn rất là ngon lành luôn. Thấy không? Ngoài ra thì những khu hoang dã này còn rất là nhiều loại động vật khác nhau, kiểu là sư tử này, tê giác các thứ. Đây là tê giác trắng này các bạn. Ngoài ra thì mình còn được cho trải nghiệm cho hươu cao cổ ăn nữa. Đây, mua gói đồ ăn cho nó ăn đi. Đúng là đến đây rồi mới thấy là ở mấy chỗ vườn bách thú trên chỗ mình nó không là gì cả. Ở đây nó thực sự rất là xịn sò luôn. Sau đó thì mình có di chuyển qua bên VinWonder. Cái này là công viên nhé các bạn. Chỗ này là công viên có rất là nhiều loại trò chơi luôn. Thổ dân này. Đó, chụp ảnh chỗ thổ dân này. Đây là thủy cung. Các bạn có thể con rùa nó rất là to luôn. Đến đây thì mình có thoải mái ngắm cá. Người ta xây lồng kính để thả cá bên ngoài cho mình ở bên trong đấy các bạn. Có rất nhiều loại cá biển, nó nhìn rất là lạ luôn. Đây là khung cảnh thợ lặn, người thợ lặn người ta bơi đến để cho cá ăn đấy. Lúc này thì cũng có rất là nhiều người ta đứng xem quay phim các thứ. Đẹp thực sự luôn. Rồi sau đó bọn mình có đi bộ tham quan một lúc, tìm cái nào thấy hay hay thì chơi. Sau đó thì đến chiều ấy thì bọn mình có ra công viên nước và tắm đấy một lúc. Đây, chỗ này là công viên nước này các bạn. Vào đây nghỉ nước một lúc thôi, xong rồi mình lên mua đồ ăn vậy. Mệt quá lên mua đồ ăn ngồi ăn. Và đến tối hôm đó thì bọn mình đã tìm một cái nhà hàng sát biển. Nhưng mà do là trời tối quá nên là chả nhìn thấy cái gì cả. Đây thì bọn mình ăn hết một nồi lẩu cá mú. Hai đứa đây. Hai đứa ăn hết một con cá mú loại bé. Bữa này đúng là bữa bình dân thôi. Chủ yếu là cho những ông nhậu ấy. Đó, đến tối thì bọn mình có mua hoa quả về. Và ngồi hóng mát bên bờ biển. Uống một chai soju các thứ. Đúng kiểu đi nghỉ dưỡng thật. Đó, sáng đó thì bọn mình tranh thủ là đi chụp ảnh một lúc ở khu resort đó. View ở đây rất là đẹp các bạn. Tranh thủ đi chụp ảnh một lúc rồi về thôi. Cũng phải là đến sáng ngày thứ 5 rồi. 5 ngày chơi đây thực sự rất là đã. Và lúc chuyến về thì mình có đi chuyến của Bamboo. Và cũng rất may mắn khi mà đợt này mình lại được ngồi cạnh cửa sổ đi các bạn. Và thôi, tạm biệt Phú Quốc và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Và cũng hẹn gặp lại Phú Quốc trong những thời gian sắp tới. Rồi, bye bye.